nhá. Hôm nay giới thiệu với các bạn là một siêu phẩm này. Siêu phẩm đây, một chiếc đĩa đường kính 60. To như này luôn. Con này là mình tính cân đây là nó rơi vào 30 cân. 30 cân. Riêng tiền vận chuyển mấy triệu? 7-8 triệu. Đĩa siêu to khổng lồ. Cùi hàng cho bác xem. Con đĩa siêu to khổng lồ. Bến Việt Nam. Hàng từ Nhật và cập bến Việt Nam. Quá to các bạn. Tưởng tôi rất là kỹ càng. Hai em phải mua cái bảo hiểm. Mua hỏng. Vỡ lại ngồi khóc. Bỏ mấy lớp chỗ sức. Cổ đầy đủ cả hộp gỗ luôn. Thì như bị ngược hay sao ấy. Đấy. Ngon nha. Đĩa 60. Đĩa 60 phân. Hàng cổ vẽ công thần này. Chụp đẹp nhé. Đấy. Đĩa nào đây? Đĩa công thần. Đĩa 60. Quay không?
Còn chào các bác nhá. Em quay cho các bác xem, còn em sẽ quay chi tiết sau nhá. Xin chào tạm biệt.